cô chú các anh chị em bà con nha. Hôm nay giới thiệu với bà con một khu du lịch. Chỉ là này đó, chỉ Thác Đá Hàng. Thác Đá Hàng là của Tây Ninh. Bà con cùng theo chân Thanh Châu để đi khám phá cái vùng Thác Đá Hàng đẹp như thế nào ha. Con gì kia bên trong chìm kiều lắm nhỉ. Cảnh thác rất là đẹp luôn nha mọi người. Thác Đá Hàng không phải thác, đây là nước cũng thác nhưng mà điều cái nó không có nước chảy. Này là bên hông núi Bà Đen. Bà con khai thác đá đi, lấy đá là kinh doanh ăn buôn bán á. Xa xa giống Ngũ Hành Sơn vậy. Nếu ai đã từng coi phim Tây Du Ký thì sẽ nhớ đến tới Ngũ Hành Sơn. Anh chỉ hướng nào để quay nó giống Ngũ Hành Sơn đúng không? Ừ, chắc chắn. Vậy là anh chỉ với thứ nhất là người ta biết để xem đúng không? Mà Tôn Ngộ Không mà bị đài ở dưới đá mà 500 năm vậy đó. Thiên Đại Lãnh. Thiên Ma Lãnh. Ê, thiên gì? Ma Thiên Lãnh. Ma Thiên Lãnh. Lớp đào lên núi thì chắc căng à. Nay mình đang có mặt tại Mai Thiên Lãnh, là đối diện với phía sau của núi Bà Đen. Đây, anh em cũng đi khám phá dùng này. Du lịch, bà con hay chọn nơi này du lịch rất là lý tưởng luôn, mình cắm trại rồi ha. Cắm trại rồi mình tham quan, mình ngắm cảnh rồi, rất là đẹp, rất là mộng nha. Trên này mình nhìn xuống như giống như một cái thung lũng nha bà con. Ở như thung lũng thì mình lên từ cao tí nữa mình nhìn xuống y như thung lũng luôn. Đang ở cái vùng giống như cái vùng Lâm Đồng, đất cát rất lâu rồi vậy. Cái khoảng đá rất lớn. Ở đây hết đường đi. Còn đi mà lâu kia nó có gì ở đây lấy ra đây mình đau rồi quay vòng vòng được quay cảnh mình trông từng đẹp không. Hôm nay bầu trời cũng hơi xấu. Không vậy cho mát chứ nắng quá nó chói chang á. Không nhìn nhìn xa xa ở trên đội xuống ngay trang như thung lũng chứ. Ừ. Thung lũng cũng lủng tình yêu là đặc biệt đó. Cái quay đi quay lại nhiều cái mình cắt ghép đó. Ừ. Cái chỉnh sửa lại. Đấy không? Trên đây nhìn hơi mỏng không? Sáng sủa. Ừ. Ồ. Đây mấy em nhỏ lên đây guitar đi. Rắn mối. Đây là một con rắn mối. Rất là hiền. Này rắn mối núi nha. Mình nhìn như có hang rắn nữa thôi. Rồi rắn gì kìa. Ấm nhòm vậy đó. Vũ trang thư thà. Thư thà trân trân thủy đô
Hôm nay là rắn gì? Hôm nay là rắn gì? Dòng rắn hổ nhưng mà nó sống bên cây nhiều. Ủa này hai ba con lẫn với hai một con. Ừ, đây nè. Hai thiên cảnh. Thật ăn này. Thật ăn này có lớp mỏng này. Lớp lỗ có sạch của thật ăn. Nè. Lớp lỗ thật ăn. Nó dày. Lớp thật ăn lớp mỏng. Nó bám vô cái cục đá xanh. Cái thật ăn mà nguyên cục này cũng giá trị. Đây giờ mài ra. Đánh bóng sáng chừng. Đây là đá thật ăn nha. Kiểu mà nó bị bám cái màng thật ăn thôi. Dễ hơi. Hơi thật ăn. Nguyên khối của thật ăn. Này é rừng nè. É. Ừ. É này cũng trị bệnh nè. Ở khu này cây thuốc gì? Nhiều cây làm thuốc trị bệnh. Cây cỏ này nè. Cỏ này là ta chia thận là đúng. Có cái gì? Cái dịch hả? Phải. Có gì đó, nhưng mà nó ta chuyên trị bên thận. Thận suy rồi. Nó bị yếu sinh lý rồi này kia rồi đó. Ừ. Trời ơi, đây khi nào mà đá nó chồng lên nhau mày cho nó khai thác nè. Hay là khi người ta khai thác đá đó. Khi khai thác. Khai thác là được miếng là cái nào nhà nước cho. Cũng nhờ vậy mình mới có tour du lịch. Mình có chỗ mình đi chơi mình đi ngắm cảnh. Chứ còn cho thiên nhiên mà cho người ta tự khai thác cho khai thác hết cái núi Bà Đen luôn. Vậy có cầu nữa anh Châu? Hả? Bản này. Có cầu người ta ở đây ta đi qua đi lại người ta trồng chuối rồi đó. Làm nương á. Làm rẫy. Có đường đi. Mùa mưa thay mạnh nha. Đây có rắn hổ chúa à. Chắc còn, nó còn cái lớn còn mình cũng đưa lên trên cao mình. Tôi chần chạy. Đi như Ngũ Hành Sơn. Hồi xưa tại Thiên nhốt lỗ này nhưng mà giờ trốn đi rồi. Nó ra đó, nhà gặp được Tam Tạng rồi, bắt đầu đi thỉnh kinh này. Thoát thân được. Đổi rồi, nó mưa. Giúp Lào, cuốn quỷ kia bỏ lại. Đây này chấm chỗ ngay cái đá cũng hơi ngán chân luôn. Ngán chân rồi. Chỗ này lên xuống mất giá. Hai tay tôi vợ cũng bám được cũng định nào đỡ. Sườn núi. Hơi có một cái độ nguy hiểm nhẹ nhẹ. Nhưng mình cẩn thận thì không sao nha bà con. Nhưng mà sơ sức nhỏ cái đầu ba dưới sao. Đây có xước nhiều rồi anh Châu. Hả? Có xước nhiều rồi chứ. Xước chỉ xương khớp hay. Trong khúc dân Nam, dùng khúc Nam rất nhiều, khúc phổ biến. Đây người ta đốt nhang gì ta? Cúng kính vậy hay? Chắc ta tin tưởng gì xin thêm. Đây nó cũng là một phần của nút Bà Đen mà. Anh em còn đi đây hộ cho anh em một chúng tại số thay đài thay tài đổi lọc. Cái này góc độ này rồi dòng lên là bao quanh rồi. Mưa ổn rồi ta. Chứ chỗ đột mưa rồi chút là hơi tạnh mưa rồi quay tiếp hay sao? Ừ. Ở phía dưới là phía dưới mình nước mình chào mưa tạnh đi. Ờ. Có nhiều bánh dưới như vậy. Đây cỏ này bò nó ngoan sao tao cắt ra.
chạy lên xe, anh Châu chạy kia. Đây trùng cũng gần sát bên núi Bà Đen. Mưa rồi, tiếng nghe xấu ạ. Quán nào? Ngồi đâu? Ngồi quán nào? Đây là khổ. Đây